Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền vận động tại cơ sở, đặc biệt là đưa chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến nhanh hơn tới nhân dân, Ban tuyên vận xã Khánh Yên Trung, huyện Văn Bàn đã áp dụng số hóa trong hoạt động. Bước đầu, sự đổi mới này đã mang lại hiệu quả thiết thực. Cấp giấy chứng nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực trong thời gian tổ chức tín dụng giữ bản chính của giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự. Một buổi sinh hoạt của Ban tuyên vận xã Khánh Yên Trung. Trên cơ sở các tài liệu được cung cấp, Ban tuyên vận sẽ lựa chọn nội dung, biên tập cho phù hợp với thực tế của địa phương và chuyển đổi từ các bài giảng giấy thành các bài giảng số. Các chuyên đề được trình chiếu với hình ảnh sinh động hấp dẫn và gắn trực tiếp với thực tế thôn, bản, giúp các thành viên tổ tuyên vận, ban tuyên vận dễ dàng tiếp thu nội dung các chuyên đề được truyền giảng. Bây giờ trình chiếu sinh động hơn này và hấp dẫn hơn nhiều so với ngày xưa. Với các chuyên đề thì sẽ gắn bó với thực tế của địa phương hơn này và cũng đi sâu đi sát để bà con được nắm rõ hơn ạ. Khai thác hệ thống mạng xã hội như Zalo, Facebook, các tổ tuyên vận thôn đã thành lập các nhóm của khu dân cư, thôn bản trên các ứng dụng này để đưa thông tin nhanh hơn, kịp thời hơn đến với nhân dân. Từ đó tạo được sự đồng thuận cao của bà con trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Ừ, nếu mà sử dụng vào cái nhóm này thì nó thuận tiện hơn nhiều rồi. Thì không phải mất cái thời gian mình đi lại với cái văn bản nọ, văn bản kia ấy. Thông tin thì rất nhanh chóng và kịp thời thì nắm bắt được ngay. Đảng ủy cũng như chính quyền địa phương thì chúng tôi tiếp tục phát huy hiệu quả của cái công tác chuyển đổi số trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Trong đó thì sẽ đẩy mạnh hơn nữa trong cái việc áp dụng về công nghệ thông tin để giúp bà con nhân dân sẽ ngày càng tiếp cận rõ hơn, nhiều hơn đối với những cái văn bản quy phạm của nhà nước cũng như là những cái chuyên đề liên quan đến pháp luật, những chính sách của nhà nước đối với bà con nhân dân. Sự mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Ban tuyên vận xã Khánh Yên Trung bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực. Quan trọng nhất chính là các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đến với nhân dân toàn diện, chính xác và kịp thời, tạo được niềm tin của nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp.